Hà Nội trong ngày mùng 2 tháng 9, tiết trời nắng nóng nhưng ngay từ sáng sớm, dòng người hướng về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất đông. Đây cũng là dịp người dân từ khắp mọi vùng miền Tổ quốc bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu nặng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam. Bảy giờ sáng nay, lăng Bác mở cửa để đón người dân vào viếng, sớm hơn mọi ngày 30 phút. Đây là dịp để mọi người cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, thành kính bày tỏ lòng biết ơn đối với vị cha già của dân tộc, cả cuộc đời vì nước, vì dân. Mỗi người ở một độ tuổi, đến từ một miền quê khác nhau, nhưng tất cả đều mang những tình cảm vô cùng sâu sắc dành cho Bác Hồ kính yêu. Đây cũng là lần đầu tiên là con đến đây, con thăm Bác Hồ. Thì con thấy là mọi thứ ở đây rất là đẹp và có nhiều cảm xúc, rất là xúc động. Bác Hồ là một người anh hùng vĩ đại trong mỗi chúng ta. Sau này con sẽ cố gắng học tập thật tốt để noi gương Bác Hồ, sánh vai với cường quốc Nam Châu. Biết bao nhiêu công lao của Bác xây dựng đất nước này cho con cháu đến ngày nay, Bác còn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, rất là quý. Ai cũng náo nước hào hứng rồi đến thăm lăng Bác. Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác chuẩn bị để phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác. Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ tận tình chu đáo khách vào lăng viếng Bác, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực. Hàng ngày và đặc biệt là những dịp mà kỷ niệm ngày lễ của dân tộc, của đất nước, của quân đội thì được phục vụ đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác là một niềm vinh dự, tự hào. Hòa trong không khí tưng bừng cả nước chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh, mùng 2 tháng 9 1945, mùng 2 tháng 9 2023. Thủ đô Hà Nội như khoác lên màu áo mới với cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ. Người dân rộn ràng ra đường vui Tết độc lập. Những ngày này, khắp các con đường, tuyến phố, ngõ nhỏ của thủ đô Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa, áp phích, khẩu hiệu chào mừng 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hàng triệu người dân thủ đô rộn ràng ra đường đón ngày lễ lớn của đất nước với niềm xúc động, tự hào và trân quý hơn nhịp sống bình yên hôm nay. Hà Nội vừa bước sang thu, bước vào những ngày rực rỡ hơn bao giờ hết khi mọi nhà đều treo cờ đỏ sao vàng, mọi tuyến phố ngập tràn pano, biểu ngữ chào mừng 78 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cũng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền đã thực hiện MV Sóng Trường Sa ghi lại cuộc sống của những người lính canh gác biển đảo. Nghệ sĩ có ý tưởng thực hiện MV trong chuyến đi thăm đảo Trường Sa cùng Bệnh viện Quân y 175. Sóng Trường Sa là ca khúc được Minh Hiền đánh giá là phù hợp với violon, đồng thời toát lên tinh thần mà cô mong muốn thể hiện. Phần chuyển soạn violon cho ca khúc là sự kết hợp giữa kỹ thuật sáng tác cổ điển với đoạn solo cadenza, đoạn độc tấu phô trương kỹ thuật ở đầu tác phẩm. Cùng với ngẫu hứng mang phong cách rock, phần ghi hình đều được hoàn thiện trong điều kiện tranh thủ khi tham gia những hoạt động tham quan biển đảo, giao lưu với các chiến sĩ. Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền và các chiến sĩ đều tận dụng thời gian để ghi lại mọi thước phim nhằm mang lại hình ảnh chân thực, gần gũi nhất. Nghệ sĩ cũng hy vọng ca khúc sẽ là cầu nối giữa biển đảo và đất liền, giúp khán giả thấy được những nét đẹp và thiên nhiên, con người nơi Trường Sa. Nhớ về những ngày mùa thu lịch sử, chúng ta, những con người của dân tộc Việt Nam luôn khắc ghi biết ơn về sự hy sinh của các lớp cha anh đi trước cho đất nước được hòa bình, phát triển như ngày hôm nay. Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên là một nơi giáo dục truyền thống như thế. Khu trưng bày hiện vật ngoài trời trong cái chuồng cọp hai lần thép gai kia chính là mô phỏng lại những gì mà ông Kiều Văn Uịch, một cựu chiến sĩ bị địch bắt tù đầy tại Phú Quốc năm xưa đã từng trải qua. Vì một lẽ ân tình với đồng đội mà ông Uịch, ông Bảng cùng những đồng đội của mình đã cùng nhau xây dựng nên bảo tàng này nhằm vừa ghi lại tội ác của chiến tranh, đồng thời tri ân những đồng đội và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự phát triển của Tổ quốc hôm nay. Hôm nào lạnh trời nó dội nước và người nó bảo tắm trong cọp, lúc này không tắm. Rồi những hôm nào nắng ấy, thì nó lại đốt nửa nhỏ người nó B-2 ném bom. Và cái gương hy sinh của đồng đội mà mình đã trực tiếp nhìn thấy, cái địch tra tấn đồng đội rất dã man và người ta đã hy sinh anh dũng, cương quyết, không khuất phục, không khai. Đấy. Và cái tình cảm quê hương, gia đình, đồng đội trong trại đối với mình
nên là tôi đã vượt qua được. Vào trong quân ngũ thì cái ý chí, cái lập trường, cái quan điểm nó lại càng được nâng cao. Đặc biệt khi bị sa vào tay giặc thì cái niềm tin tất thắng về Đảng và sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của cách mạng rất khoát sẽ có ngày toàn thắng. Và cái niềm tin đó nó đã ăn sâu vào tiềm thức, cho nên những người chiến sĩ bị sa vào tay giặc họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cái lý tưởng của mình, bảo vệ cái danh giá của mình, để giữ vững cái niềm tin, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi trở ngại. Hiện bảo tàng đang trưng bày lưu giữ và tái hiện hơn 4.000 hiện vật, được chia thành 10 khu khác nhau để giúp cho du khách dễ tham quan tìm hiểu. Mỗi hiện vật nơi đây là một câu chuyện rất hiện thực, sống động của địa ngục Trần Gian, ghi lại những tội ác của địch và cũng là những tư liệu, tài liệu vô giá để giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, con người, nhắc nhở thế hệ trẻ hiểu sâu hơn công lao của Đảng, sự hy sinh của lớp người đi trước phải đổi bằng xương máu để có được cuộc sống ngày hôm nay. Rất là xúc động mà khi được đến đây tham quan và nhìn lại những cái cảnh vật của ngày xưa. Và em rất là cảm thấy tự hào khi mà ở chính làng mình có một cái bảo tàng như thế này. Chị đoàn cũng đã liên kết với cả bảo tàng và những nhân chứng sống. Hàng năm thì vào những dịp hè đã tổ chức tham quan tại bảo tàng và có những buổi sinh hoạt chi đoàn đánh giá các bạn đoàn viên trong dịp hè và tổ chức giao lưu tọa đàm truyền thống. Mỗi năm, bảo tàng đón hàng ngàn khách trong nước và quốc tế tới tham quan trải nghiệm và đây cũng là nơi giáo dục cho lớp trẻ về lòng tự hào, truyền thống tự tôn dân tộc mà không sách vở nào thay thế được. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, chính quyền các cấp huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch COVID-19. Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cúm, tiêu chảy, viêm não Nhật Bản trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Rà soát củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá nguy cơ, xử trí và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người thiệt mạng và bị thương 18 người. Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 8.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 18 tỷ đồng, tước hơn 1.700 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn ghi nhận 1.932 trường hợp, vi phạm về tốc độ có 1.377 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 136 trường hợp, quá khổ giới hạn 31 trường hợp và vi phạm ma túy 6 trường hợp. Trên các tuyến cao tốc, lực lượng của Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản 91 trường hợp vi phạm, phạt tiền 340 triệu đồng. Hệ thống giám sát cao tốc đã phát hiện 200 trường hợp vi phạm. Tàu hỏa từ lâu đã là phương tiện di chuyển được nhiều người lựa chọn, dù xa, dù gần. Không chỉ là phương tiện di chuyển thoải mái, an toàn, mà nó còn mang nhiều câu chuyện lịch sử, một thời gian khó của đất nước. Trong ngày Quốc khánh thiêng liêng, đoàn tàu Thống Nhất vẫn lăn bánh, chỉ theo đó là biết bao câu chuyện, cảm xúc của người dân về ngày độc lập của đất nước. Vâng ạ, trong số rất nhiều những phương tiện giao thông thì tàu hỏa vẫn luôn là một trong số phương tiện được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Và hãy cùng xem rằng trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì cảm xúc của mọi người khi đi tàu sẽ như thế nào nhé. Ga Long Biên, ga Hà Nội, hai biểu tượng của thủ đô. Thời tiết dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiết trời trong lành của sớm mùa thu xen lẫn không khí háo hức trong ngày lễ lớn của dân tộc. Nhiều người lựa chọn di chuyển về quê đi du lịch bằng tàu hỏa bởi đây vừa là một phương tiện thoải mái, an toàn và còn gắn liền với những câu chuyện về lịch sử, về ngày độc lập, hòa bình của đất nước. Mình thường xuyên đi tàu và mình rất là vui khi mà đi tàu vào cái ngày mùng 2 tháng 9 này. Thì khi mình đi thì mình cảm thấy là cái không khí vào đợt này nó cũng khác hơn so với ngày trước, mình thấy là vui hơn. Chắc là do cái tâm trạng của mình nó cũng vui hơn là ngày này nên là mình cảm thấy là đường phố có vẻ đông vui, náo nhiệt hơn. Đó, với cả cũng mình cũng nghe thấy loa đài phát những cái bài hát về cái ngày lễ mùng 2 tháng 9 này và mình cũng cảm thấy là mình cảm thấy khi mà mình nhớ về cái dịp này thì mình cũng thấy vui hơn nữa. Từ lâu thì mình cũng là đi ra Hà Nội nhiều.
và phương tiện mình chọn ở trong Hà Tịnh đi ra thì mình chọn tàu hỏa. Đi tàu hỏa trong ngày 2 tháng 9 thì bao giờ nó cũng nhộn nhịp hơn, nó đông khách. Và ở cái chỗ đồ nhộn nhịp nó cũng là để gợi nhớ lại một cái thời kỳ lịch sử của dân tộc. Mình không phải ở Hà Nội nhưng mà mình rất là thích đi tàu, cho nên là mình thường sẽ chọn đi tàu để ra Hà Nội. Đây là cái đường sắt mà gọi là thống nhất Bắc Nam, cho nên là mình thấy nó rất là ý nghĩa. Mình cũng muốn ra đây để gọi là xem quang cảnh thủ đô, xem là khi mà đến dịp lễ Quốc Khánh thì mọi người sẽ như thế nào, mọi người có giống ở trong miền Nam mình hay không. Vào những dịp lễ Tết kỷ niệm, các điểm ga tại Hà Nội càng trở thành điểm đến du lịch được nhiều người yêu thích. Hiện tại tàu HLV3 hiện tại bây giờ đã là hơn 1.000 khách cộng với 100 ghế phụ nữa. Thì bộ tổ tàu thì anh em đã đáp ứng đầy đủ các ghế cho hành khách để mọi người về nghỉ lễ Tết độc lập an toàn. Hành khách rất là mừng, ngành đường sắt được đáp ứng đầy đủ các cái chuyến tàu. Và anh em nhân viên tổ tàu cũng đây thứ nhất xác định công việc cũng như trách nhiệm, thứ nhất là đảm bảo an toàn, thứ hai là phục vụ chất lượng hành khách để mang hành khách những cái chuyến tàu về quê đấy an toàn và vui vẻ. Đường tàu Bắc Nam vững vàng vượt qua chiến tranh với ngàn vạn tấn bom chốt xuống, trở thành một trong những biểu tượng đẹp đẽ thiêng liêng nhất của Việt Nam sau khi giải phóng. Trên đường ray nối liền Nam Bắc là chuyến tàu của hòa bình, của sum họp, của độc lập, thống nhất. Từ tháng 9 này, nhiều chính sách nổi bật về kinh tế như 7 nhu cầu về vốn không được ngân hàng cho vay, được vay ngân hàng này để trả nợ ngân hàng khác. Chuyến bay bị delay 5 tiếng, khách hàng được hoàn tiền sẽ có hiệu lực. Thông tư 19 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số điều của các thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không. Thông tư nêu rõ, khi có thay đổi thời gian khởi hành của chuyến bay, các hãng hàng không có trách nhiệm thông báo ngay cho hành khách về việc thay đổi này. Trường hợp chuyến bay bị chậm do lỗi của người vận chuyển, chậm từ 5 giờ trở lên, nếu hành khách không yêu cầu đổi chuyến mà yêu cầu hoàn trả tiền vé, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng. Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 10 năm 2023 với nội dung ngưng hiệu lực thi hành của một số trường hợp không được vay vốn ngân hàng cho đến ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật mới. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9, các tổ chức tín dụng không tiến hành cho vay với 7 nhu cầu về vốn gồm: thứ nhất, đầu tư kinh doanh ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo luật đầu tư. Thứ hai, để thanh toán chi phí hoạt động kinh doanh thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và các giao dịch hành vi khác mà pháp luật cấm. Thứ ba, để sử dụng mua hàng hóa dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo luật đầu tư. Thứ tư, để mua vàng miếng. Thứ năm, để trả nợ cho các khoản cấp tín dụng của chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi phát sinh trong thời gian thi công xây dựng công trình. Thứ sáu, để trả nợ khoản vay nước ngoài, không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm. Thứ bảy, để gửi tiền. Thông tư 52 năm 2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9 năm 2023, hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một trong những nội dung nổi bật của thông tư 52 là cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể, điều 10 trong thông tư, người lao động đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống, được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần chi phí đào tạo nghề với mức chi theo thông báo của cơ sở đào tạo nghề nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng một người một khóa học. Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng từ trước đến nay. Thống kê cho thấy đã có hơn 14.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 8, tăng hơn 17,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 14,05% so với tháng trước. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đạt 149,4.000 doanh nghiệp. Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm nay là 103.658 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng từ trước đến nay, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước và gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 là 89.899 doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4279 phê duyệt danh mục cập nhật các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025 đợt 1.
Theo đó, 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cập nhật vào kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 8.114 tỷ đồng, cung cấp khoảng 485.120m2 sàn nhà ở, tương ứng 5.572 căn hộ. Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cập nhật 122 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị vào kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Các dự án này dự kiến cung cấp khoảng hơn 25 triệu m2 sàn nhà ở, khoảng 91.322 căn, gồm 11.612 căn hộ chung cư, 1.824 căn thấp tầng. Trong đó dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 là hơn 3 triệu m2 sàn nhà và hoàn thành sau năm 2025 là khoảng hơn 18 triệu m2 sàn. Thành phố cũng cập nhật một dự án đầu tư xây dựng mới và 7 dự án đang rà soát theo chỉ đạo của Thành ủy vào kế hoạch phát triển nhà ở, phục vụ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc bổ sung cập nhật danh mục các dự án trên là cơ sở để Ủy ban Nhân dân các quận, huyện triển khai chủ trương đầu tư, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Theo kết quả vừa được cơ quan bầu cử Singapore công bố, cựu bộ trưởng cấp cao Tharman Shanmugaratnam, 66 tuổi, đã được bầu làm tổng thống thứ 9 của Singapore sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử diễn ra hôm qua với 70,4% phiếu bầu. Trước đó, hơn 2,7 triệu cử tri Singapore đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống có cạnh tranh đầu tiên trong 12 năm qua của đảo quốc sư tử. Phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Tharman đã bày tỏ cảm ơn người dân Singapore đã theo dõi chặt chẽ các vấn đề và tham gia một cách có bình tĩnh suốt thời gian bầu cử tổng thống. Ông khẳng định đây không chỉ là phiếu bầu dành cho cá nhân ông mà còn cho tương lai của Singapore, một tương lai của sự lạc quan và đoàn kết. Chúc mừng chiến thắng của ông Tharman Shanmugaratnam. Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, người dân Singapore đã chọn ông Tharman Shanmugaratnam làm tổng thống tiếp theo của Singapore với tỷ lệ quyết định. Theo quy định của Hiến pháp Singapore, tổng thống có quyền hạn nhất định đối với một số vấn đề như bổ nhiệm và bãi miễn nhân sự của chính phủ, tòa án, quyền ân xá, quyền sử dụng nguồn dự trữ quốc gia và có nhiệm kỳ 6 năm. Theo kế hoạch, ông Tharman sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 9 của Singapore vào ngày 14 tháng 9 tới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông đã nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rằng các cuộc họp trực tuyến được tổ chức về công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra trong tháng 8 vừa qua là không thể chấp nhận được. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc đẩy bộ 10 nguyên tắc Kiev mà muốn lấy làm cơ sở cho hòa bình nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đã phát động tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Các nguyên tắc này có nội dung Nga phải rút lực lượng khỏi Ukraine và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ đại diện cho Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 tới. Ông cho biết sẽ đưa vấn đề này ra trước hội nghị và nếu không thể đạt được sự đồng thuận tại cuộc họp thì Chủ tịch G20 có thể chỉ ra một thông báo chung không mang tính ràng buộc. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Moscow để thảo luận về thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan dự kiến diễn ra tại Sochi, Nga vào ngày 4 tháng 9 tới. Ông Sergei Shoigu cho biết việc thỏa thuận ngũ cốc bị dừng lại không phải là lỗi của Nga và nhắc lại quan điểm của Nga rằng sẽ quay trở lại thỏa thuận này nếu tất cả những cam kết của Nga được thực hiện. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow chưa nhìn thấy dấu hiệu nào về việc họ sẽ nhận được những đảm bảo cần thiết trước khi nối lại thỏa thuận cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen. Tuy nhiên, Nga có thể quay trở lại thỏa thuận ngay lập tức nếu lời hứa của phương Tây với Nga được thực hiện. Thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đứng ra làm trung gian nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, hai nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, Nga đã đình chỉ tham gia thỏa thuận với lý do phần liên quan đến Nga trong thỏa thuận đã không được thực hiện.
cuộc sống của người dân Pakistan vốn đã điêu đứng do lạm phát cao, nay lại càng khó khăn hơn do chính phủ nước này quyết định tăng giá xăng dầu lên mức cao kỷ lục. Bộ Tài chính Pakistan cho biết, từ ngày hôm qua, giá xăng tại nước này đã tăng thêm 14,9 rupee lên 305,4 rupee, tương đương 0,99 đô la Mỹ, trong khi giá dầu diesel tăng 18,4 rupee lên 311,8 rupee, tương đương 1,01 đô la Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 300 rupee. Lần tăng giá mới nhất diễn ra khoảng 2 tuần sau khi giá xăng và dầu diesel tại Pakistan lần lượt là 17,50 rupee và 20 rupee một lít. Đầu tháng 8, nước này đã tăng giá xăng và dầu diesel để đáp ứng các mục tiêu tài chính đặt ra trong thỏa thuận với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, khiến lạm phát tăng cao.